Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chế độ dinh dưỡng hoàn thiện bao gồm các nhóm thực phẩm như lương thực, ăn đầy đủ, rau, ăn đủ, quả, ăn đủ, cá thịt, ăn vừa phải, dầu, vừng, mè, ăn có mức độ, đường, ăn ít, và muối, ăn hạn chế. Tuy nhiên, tình trạng dinh dưỡng của trẻ Việt Nam đáng lo ngại. Theo kết quả khảo sát tình trạng dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, gọi tắt là CNUS, thực hiện trên quy mô lớn với 16.744 trẻ em từ 6 tháng đến 12 tuổi tại 4 nước Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Việt Nam. Do Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam, Bộ Y tế phối hợp thực hiện, có tình trạng khoảng 50% trẻ em Việt Nam thiếu hụt vi chất dinh dưỡng và chế độ ăn hàng ngày của trẻ em Việt Nam thường thiếu hụt các dưỡng chất thiết yếu, vitamin A, vitamin B1, vitamin C, vitamin D và sắt. Vitamin A có vai trò quan trọng trong quá trình tăng trưởng, phát triển cấu trúc võng mạc, tham gia đáp ứng miễn dịch của cơ thể, tăng khả năng đề kháng, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, sáng mắt. Vitamin A có nhiều trong gan, cật, lòng đỏ trứng, rau củ và trái cây có màu vàng, đỏ, rau lá màu xanh sẫm, bơ sữa. Nghiên cứu cho thấy, lượng vitamin A mất đi do quá trình nấu nướng là 20%. Thiếu vitamin A làm trẻ chậm lớn, làm giảm sức đề kháng đối với bệnh tật, dễ nhiễm trùng, nhiễm khuẩn nặng, có thể bị quáng gà, thậm chí mù vĩnh viễn nếu không điều trị kịp thời. 71% trẻ thành thị và 86% trẻ nông thôn trong chế độ ăn bị thiếu vitamin A so với nhu cầu. Vitamin B1 giúp chuyển hóa bột đường thành năng lượng, rất quan trọng đối với tim, cơ bắp và thần kinh. Vitamin B1 có nhiều trong ngũ cốc, tim, cá hồi. Vitamin B1 trong thực phẩm rất dễ bị hao hụt trong quá trình nấu nướng. Nghiên cứu cho thấy, sau khi nấu nướng, thực phẩm mất đi 30% vitamin B1. Thiếu vitamin B1 làm trẻ chán ăn, mệt mỏi, kém tập trung. Thiếu vitamin B1 kéo dài, gây tê phù, suy tim. Vitamin C tăng khả năng chống nhiễm khuẩn, bảo vệ răng, nướu, giúp mau lành vết thương. Vitamin C có nhiều trong trái cây, táo, cam, rau củ. Tương tự như vitamin B1, trong quá trình nấu nướng, vitamin C trong thực phẩm bị mất đi đến 50%. Thiếu vitamin C làm cơ thể mệt mỏi, suy nhược, sức đề kháng của cơ thể giảm, dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn và viêm phổi. 66% trẻ thành thị và 77% trẻ nông thôn trong chế độ ăn bị thiếu vitamin C so với nhu cầu. Vitamin D giúp hình thành hệ xương, răng và phát triển chiều cao. Vitamin D có nhiều trong ánh nắng mặt trời, trong các thực phẩm như bơ, nấm, kem, lòng đỏ trứng. Trẻ thiếu vitamin D bị còi xương, chậm lớn. 53% trẻ thành thị và 48% trẻ nông thôn trong chế độ ăn bị thiếu vitamin D so với nhu cầu. Sắt giúp tạo máu, cung cấp oxy cho cơ thể. Ngoài ra, sắt còn là thành phần của nhiều enzyme quan trọng, chuyển hóa năng lượng, tổng hợp nội tiết tố. Sắt có nhiều trong thịt đỏ, thịt bò, đậu và rau các loại hạt, ngũ cốc. Trẻ thiếu sắt dẫn đến thiếu máu, giảm khả năng hoạt động thể lực, giảm khả năng học tập, giảm chức năng miễn dịch. 90% trẻ thành thị và 95% trẻ nông thôn trong chế độ ăn bị thiếu sắt so với nhu cầu.
tình trạng thiếu vi chất của trẻ Việt Nam là phổ biến và đáng lo ngại, ảnh hưởng đến sức khỏe, sự phát triển và tương lai của trẻ em Việt Nam.